Trước khi tham gia chương trình thì em với người yêu có trao đổi là nếu mà anh bảo là chắc chắn 90% thì câu đấy là Là em chắc. chọn đi. Nhưng Vâng. đây lại mới 80%. Nước nào là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á cấp hộ chiếu sinh trắc học, hộ chiếu điện tử gắn chip? Indonesia, Việt Nam, Singapore hay là Malaysia? Xin mời bạn. À, cười tươi à. Sao? Nói thật với anh là em chuyên làm hộ chiếu. Chuyên làm hộ chiếu. Vâng. Em nghĩ sẽ là rơi vào C. Singapore. Nào, bây giờ xử lý thế nào đây? Liệu mình chọn một phương án nào đấy để tiết kiệm quyền trợ giúp hay là sử dụng quyền trợ giúp? Em xin được hỏi ý kiến bạn đồng hành của em ạ. Hỏi ý kiến bạn đồng hành. Vâng, xin mời bạn Tân xuống đây. Xin mời bạn Tân xuống đây đứng cạnh bạn Thảo. Hai bạn bàn bạc với nhau. Vâng, đây bạn đứng sang bên này. Đấy, mời hai bạn. Trong bốn nước này thì Singapore sẽ là nước mạnh nhất về dịch vụ và du lịch. Thì Tức là Tân cũng nghiêng về Singapore. Em nghiêng về Singapore khoảng 80%. Khoảng 80% nghiêng về Singapore. Em bao nhiêu phần trăm nghiêng về Singapore? Em cũng khoảng 80-90%. Trước khi tham gia chương trình thì em với người yêu có trao đổi là nếu mà anh bảo là chắc chắn 90% thì câu đấy là Là chắc. em chọn đi. Vâng. Nhưng đây lại mới 80%. Vâng, bạn tính rồi, tại vì đã thỏa thuận với nhau vậy, bạn chỉ nói 80 thôi. À đúng rồi, Dạ đúng gì rồi. nói 90. Vâng. Hay là câu này cứ liều. Liều à? Những câu bắt đầu lên cao như này thì thường đáp án nó sẽ khó trực diện. Câu này dễ bị chương trình lừa lắm. Chúng tôi thường xuyên lừa nhé, chứ đừng nói là dễ bị lừa. Em tìm hiểu ấy thì hộ chiếu gắn chip thì hiện nay trên thế giới thì cũng chưa nhiều nước có. Và cái quốc gia mà yêu cầu bắt buộc phải có hộ chiếu gắn chip mới xin được visa thì là Mỹ. Thì em nghĩ là Singapore cũng là một quốc gia rất là phát triển. Tức là bây giờ các bạn là quyết định là vẫn chơi tiếp hay là sẽ dừng cuộc chơi? C nhá. Liều. C là đáp án cuối cùng của em. C. Vâng. Bạn có nhắc đến việc bạn làm hộ chiếu ở Việt Nam. Tôi không biết là bạn Tân chọn phương án C là vì bạn gái bạn đã chọn phương án C trước rồi hay là vì bạn cũng nghĩ là phương án C. Nhưng cả hai đều đồng thuận chọn C và cùng nhau muốn đi tiếp. Họ đã chọn phương án rồi. Lúc nãy tôi có nói đến phương án Việt Nam, thực ra tôi chỉ đùa các bạn thôi, không phải là Việt Nam mà phương án chính xác là D, Malaysia. Hơi tiếc một chút. Em cũng có nghĩ đến Malaysia đúng không? Hay có lướt qua Malaysia một tí không? Rồi, thực ra cũng không sao cả Tân ạ. Quan trọng nhất là xuống đồng hành với bạn gái mình. Và nếu đúng thì là cùng đúng, mà sai cùng sai thì ấy mới quan trọng. Sợ nhất là không đều nhau, lúc ấy mới nguy hiểm. Giả sử em đúng mà bạn em không chọn theo em mới nguy hiểm. Và tại sao lúc ấy không thuyết phục em? Mà nếu em sai mà bạn em đúng thì lúc ấy còn căng thẳng nữa. Nên là vừa rồi anh nghĩ rằng em đã có một phần trợ giúp cực kỳ an toàn và hiệu quả. Đấy. Cảm ơn em rất nhiều. Vâng, cảm ơn em. Mời em quay trở lại khán đài. Cảm ơn anh. Thêm thông tin Thảo. Hộ chiếu điện tử lần đầu được Malaysia ra mắt vào tháng 3 năm 1998, tức là từ rất lâu rồi. Đến nay đã được sử dụng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam. Chúng ta đã quay trở lại với mức 2 triệu rồi. Nhưng anh nghĩ không sao cả, em đã có một phần thi anh nghĩ là cũng rất thú vị, đầy cảm xúc và sử dụng được toàn bộ các quyền trợ giúp, không có gì để hối tiếc cả. Vâng ạ.